Xin chào tất cả mọi người nhé. Bên em xin giới thiệu cái đầu máy Honda GX390 13 ngựa. Bên em mới cắt ra. Đấy, bên em quay qua cho mọi người xem. Nói chung là đầu này thì không được đẹp xuất sắc lắm, nhưng mà bao zin luôn. Bao zin luôn cho mọi người. Đấy, bao zin luôn. Bao zin luôn. Made in Thái Lan. Honda GX390 13 ngựa. Đầu này thì rất là dễ nổ luôn. Em sẽ thử giật nổ cho mọi người xem luôn. Nổ bao phê luôn. Xin giới thiệu với mọi người, bên em mới bao zin luôn cho mọi người. Mọi người có nhu cầu xin liên hệ bên em 0966 421 739, bên em giao hàng toàn quốc. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại. Đầu nói chung là đầu này rất là đẹp.